Thưa quý vị, thưa các bạn, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản được Sơn La cho là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, xuất khẩu được xác định là khâu đột phá. Năm 2018, trong tổng giá trị xuất khẩu 115 triệu đô la Mỹ của toàn tỉnh, thì nông sản chiếm 98,5%. Sản xuất tiêu thụ nông sản đã đạt 3 yêu cầu: năng suất cao, giá cả ổn định, cơ bản khắc phục được hiện tượng ép giá. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng và đời sống người dân được nâng lên. Những năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào chuyển đổi cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn quả. Qua đó, tổng diện tích canh tác nông nghiệp của Sơn La đạt hơn 113.000 ha, sản lượng đạt trên 1 triệu tấn, trong đó có hơn 57.400 ha cây ăn quả, gồm các loại nhãn, xoài, bơ, hồng giòn, cam, bưởi, mận, sơn tra, v.v. với sản lượng trên 256.000 tấn quả. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có 33 cơ sở nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, sản lượng trên 100.000 tấn sản phẩm một năm. Trong đó, 80% sản phẩm tham gia xuất khẩu vào các thị trường Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v. Định hướng trong thời gian tới, từ nay đến năm 2020, thì Sơn La chủ trương là sẽ phát triển 100.000 ha cây ăn quả. Cùng với phát triển diện tích, thì tỉnh Sơn La quan tâm đến cái việc mà phát triển cây ăn quả một cách bền vững, thể hiện ở trên mấy cái việc. Việc thứ nhất là phải đa dạng các loại cây, chủng loại cây, và đặc biệt là quan tâm những cái cây mà tỉnh Sơn La có lợi thế. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phải cùng với phát triển diện tích thì phải quan tâm đến cái thực hiện đúng quy trình sản xuất để mà đảm bảo cái chất lượng nông sản, đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng trong nước cũng như là người tiêu dùng ở các nước khó tính như là EU, như là Mỹ, như là Úc. Giống nhãn của Sơn La đó, nhất là nhãn sông Mã đó, là rất là một giống rất là tốt, tại vì nó là cái hạt nhỏ, cơm dày và ít nước, thuận lợi cho cái việc mà phát triển bảo quản đó. Nên khi mà tháng 7 năm 2017 á, là doanh nghiệp xuống đây khảo sát và đã thấy được cái tiềm năng và đã nhanh chóng xuất khẩu 500 kg vào thị trường Hoa Kỳ, và sau đó là được phản hồi rất tốt. Chúng tôi rất thích chè Mộc Châu của Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng chè ở đây có chất lượng tốt bởi vì chè được trồng trên cao nguyên có khí hậu và đất đai phù hợp. Đây là những điều kiện quan trọng trong việc sản xuất chè. Chính vì thế mà chúng tôi thường xuyên nhập các loại chè của Mộc Châu để tiêu thụ tại Afghanistan. Tỉnh Sơn La xác định cần phải tiếp tục thực hiện đẩy mạnh phát triển nông sản theo yêu cầu ứng dụng công nghệ cao, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Sản xuất gắn chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản quan trọng, tạo tác động tương hỗ đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các thị trường. Từ định hướng trên, tỉnh Sơn La đã đề ra các mục tiêu, đó là xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu, tập trung phát triển mới khoảng 24.000 ha cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả lên hơn 81.700 ha, trong đó có 10.000 ha cây ăn quả áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hướng hữu cơ phục vụ xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản của địa phương có tiềm năng lợi thế về điều kiện sản xuất, khí hậu, thổ nhưỡng, tăng tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu đã qua chế biến, sơ chế như là rau, cà phê. Phấn đấu giá trị xuất khẩu năm 2019 tăng 30% so với năm 2018, với giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 150 triệu đô la Mỹ. Qua cái việc xuất khẩu đấy thì nó tăng thêm một cái giá trị xuất khẩu cho tỉnh. Đấy, từ đó để có những cái định hướng phát triển cái cây ăn quả theo đúng cái nghị quyết của hội đồng dân, ủy ban dân đã chỉ đạo. Người nông dân người ta sẽ, và các cái doanh nghiệp hợp tác xã, thay đổi cái cách chăm bón, rồi là cách bảo quản để nó đảm bảo những cái hàng hóa, cái quả nhãn của mình nó đủ điều kiện để xuất khẩu sang các nước. Để đẩy mạnh sản xuất, chế biến và xuất khẩu, trong thời gian tới Sơn La sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hái, bảo quản sơ chế, chế biến của các doanh nghiệp, hợp tác xã đã ký cam kết thực hiện mã vùng trồng năm 2018, đồng thời tiếp tục xây dựng cấp các mã vùng trồng mới năm 2019. Cùng với đó, địa phương sẽ quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất với nhu cầu thị trường,
tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp thu gom, chế biến, tiêu thụ xuất khẩu, hình thành các chuỗi sản xuất quả bền vững.